Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Dương Thị Linh. Mình là Văn Đức Tuấn Anh. Còn mình là Đỗ Mai Phương Linh. Chúng mình đến từ liên đội trường tiểu học Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò. Hôm nay chúng mình rất vui khi được tham gia liên hoan cấp đội tuyên truyền măng non với chủ đề phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em. Các bạn thân mến, đất nước của chúng ta là đất nước có bờ biển dài, ao hồ, sông ngòi chẳng chịt. Hàng năm có rất nhiều vụ tai nạn đuối nước xảy ra, cướp đi sinh mạng của nhiều người, đặc biệt là lứa tuổi trẻ em. Đuối nước đã và đang trở thành vấn đề nóng bỏng được dư luận quan tâm vì nó là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Vậy đuối nước gây ra bởi những nguyên nhân nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Nguyên nhân thứ nhất, sự thiếu quan sát và bất cẩn của người lớn. Trong nhiều trường hợp, trẻ em có thể bị đuối nước vì sự thiếu quan sát và bất cẩn của người lớn trong khoảng thời gian ngắn. Đặc biệt, khi các em chơi ở những nơi như ao quanh nhà không có rào chắn, giếng, bể nước không có nắp đầy, nhiều vùng, ao, hồ, sông suối chưa có rào chắn, chưa có biển cảnh báo, biển cấm nguy hiểm, chưa có bảo vệ và cứu hộ. Nguyên nhân thứ hai, không được trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Nhiều bạn nhỏ chưa có kỹ năng an toàn trong môi trường nước, chưa biết xuống nước đúng cách, chưa biết xử lý khi bị chuột rút, bị đuối sức, gặp sóng to hoặc dòng nước xoáy. Ngoài ra, việc không biết cách sơ cấp cứu đúng cách, kịp thời cũng có thể là nguyên nhân gây đuối nước. Nguyên nhân thứ ba, do không biết bơi và các kỹ năng sinh tồn dưới nước. Bơi là một kỹ năng sinh tồn quan trọng của con người, nhưng không phải tất cả các em và các gia đình đều ý thức được điều này. Các kỹ năng an toàn, sinh tồn và sống sót dưới nước cũng vô cùng quan trọng. Nguyên nhân thứ tư, không tuân thủ quy định an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Nhiều bạn nhỏ chưa có thói quen mặc áo phao khi ngồi trên tàu thuyền, xuồng và các phương tiện giao thông đường thủy. Điều này là vô cùng quan trọng. Nguyên nhân thứ năm, do thiên tai, bão lũ. Đây là nguyên nhân bất khả kháng nhưng vẫn có thể phòng chống thương vong nếu như chúng ta có sự chuẩn bị và trang bị kiến thức về phòng chống đuối nước. Nguyên nhân thứ sáu, không thực hiện cứu hộ đúng cách. Khi nhìn thấy người bị đuối nước, trẻ em không nên nhảy xuống cứu người. Trong nhiều trường hợp, trẻ em nhảy xuống cứu người bị nạn và đuối nước theo. Trẻ em cần học cách cứu hộ đúng cách, vừa cứu được nạn nhân, vừa an toàn cho người cứu. Vậy, để phòng chống tai nạn đuối nước, chúng ta cần phải làm gì? Sau đây, mình xin đưa ra các giải pháp để phòng chống tai nạn đuối nước. Đối với người lớn, 1. Cần phải giám sát, trông giữ trẻ ở những nơi có nước. 2. Cần lấp kín các hố công trình, tránh nước khi sử dụng, làm nắp đậy chắc chắn, an toàn cho giếng, bể nước, chum vải. Đối với trẻ em, 1. Không được tắm, nghịch nước khi chưa được sự cho phép của bố mẹ, không được tắm sông, nhảy cầu. 2. Tuyệt đối không chơi ở gần ao hồ, sông suối hoặc gần bất kỳ một dụng cụ chứa nước. 3. Phải mặc áo phao khi tham gia các loại hình giao thông đường thủy như tàu thuyền, xuồng. 4. Làm quen với nước và tập một số động tác rèn luyện phòng chống đuối nước cùng người lớn. 5. Nếu thấy bạn chẳng may bị ngã xuống nước, không tự ý nhảy xuống cứu bạn, lập tức gọi người lớn để cứu giúp. Các bạn thân mến, qua buổi tuyên truyền măng non ngày hôm nay, mình hy vọng các bạn sẽ có được những hiểu biết cần thiết về phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em. Các bạn hãy tuyên truyền sâu rộng tới người thân và những người xung quanh để không xảy ra những điều đáng tiếc nào về tai nạn đuối nước nhé. Cuối cùng, chúng mình xin gửi đến các bạn một tiết mục văn nghệ do các bạn trong đội văn nghệ của liên đội biểu diễn.